ơi. Ơi, mất chân rồi. Mất tay rồi. Mất chân rồi, mất chân rồi, mất chân rồi. Mất chân rồi. Chỗ đây đi. Chỗ đây hả? Bắt đầu luôn chưa? Anh vừa đánh nhau mới nói chỗ này à? Nhìn nếu nhìn thấy trong đấy không? Vào thời gian nào? Héo nó xuất hiện từ cái tường ấy, nó đi ra từ tường ấy. Nó nấp chỗ đây. Đây to. To lắm. Mấy con ăn liền đúng không? Cũng có phải một con đâu. Ôi. Đây không? Đấy đâu? Đây. Chú ơi. Kìa. Nó kìa. Đánh chết con này. Ôi. Ai cái đập nó đây ơi. Ôi. Anh em ơi. Nhìn nó này, nó đây rồi. Ôi. Chính nó. Con hồ ly. Con quỷ chúa rồi anh em ơi. Con quỷ chúa anh em ơi. Ôi. Đúng con quỷ chúa. To. Khủng bố. Nó khủng bố rồi anh em ơi. Ôi. Ôi con vật thì cứ sao ui người lặn máu ơi tầm máu ui máu của ai kia máu của ai kia ui máu của vật thì cười đấy ui máu phun ra đấy máu của máu con hồ ly à máu phun ra ui anh em ơi con này khỏe lắm ui con tiêu ơi ui đây ui con hồ ly kia ui đôi ra ui đôi con hồ ly à ui chết rồi ui nó cắn đầu rồi nó cắn đầu rồi anh em ơi. Ui lôi ra nó cắn đầu rồi kìa. Ôi chỉ lôi đầu vào kìa nó đang cắn đầu kìa. Ui chết rồi. Ui lôi đầu rồi. Lôi đầu kìa. Nó khỏe lắm à. Ôi em ơi, nó lôi đầu. Ôi con đi con lên đi kìa. Ôi kìa. Ôi cái đập chết con hồ ly đi. Bắt tỉnh rồi, anh tranh nhiên bắt tỉnh rồi nhớ anh. Ngất rồi. Ôi anh ngất rồi. Ôi nó cắn rồi. Cho anh nằm ra ngoài kia anh em ơi. Ôi cho nằm ra ngoài kia, chết rồi. Cho nằm dưới ôi. Chú đâu. Ôi chết chú đâu rồi nhanh. Nằm đây cho nó. Chết rồi. Để anh nằm đây, cho anh nằm vào ôi. Cho anh nằm ở đây, em xong con hồ ly thôi. Ôi đây rồi. Ôi con mặt quỷ ơi mọi người ơi. Ôi con này quỷ đỏ này, nhìn cái mặt nó này. Đâu. Đây rồi. Ông ngất rồi. Đâu rồi. Anh. Con quỷ đỏ anh em ơi. Ôi nhìn nó này. Mà kính chấp em ơi. Con này nó cắn đi ôi, con này chính con này nó cắn vừa rồi, ông kia bị trúng độc con này đấy.
mày ơi. Ghế lăng ngồi. Ôi cục sọ rồi. Ôi nhìn nó. Ôi nó đây. Ôi chúng chúng mặt nó con này nó lên rồi. Nhìn nó ạ. Mày. Nó chết mình ơi. Vai phải nhưng mà khổ thật ông kia. Ông kêu giờ cũng đúng giật giật đúng luôn. Có khi nào mà ông bị chúng độc cho con hồ ly nó cắn độc hồ ly ông ơi. Ôi nhầm nhìn này. Vỡ đầu hát sọt đáp một chuyện đáp rồi em ơi. Ôi ôi trên có con hồ ly lên kìa. Ôi ôi. Ui. Ôi bọn này nó bất tử rồi. Ôi. Anh thanh niên rồi. Ôi gì đây này. Ôi nó đây nó ra này. Con hồ ly này. Anh thanh niên đâu? Đâu vừa đấy đây. Anh để làm tay mà ra xem. Chết rồi, nó lại xa đi rồi. Tí nữa đâu. Thấy không? Nó chết rồi. Tha đi rồi. Ôi anh em ơi, có khi nào nó tha xung quanh nó đẩy đứng lạc hướng nhà mình xong nó tha đi không? Bây giờ thì nó đấy. Chết mẹ, cắn mày chết rồi. Nó tha đi rồi anh em ơi. Chết rồi. Mày cứu ông đấy em ơi. Có khi nào nó tha xuống quay đây rồi không anh em ơi. Tìm kỹ cho nó không biết nó đâu rồi. Ôi kìa ơi. Kìa. Ôi kìa. Ôi. Ôi chết rồi. Ôi nó tha rồi kìa anh em ơi. Ôi mất chân rồi. Ôi mất tay rồi. Mất chân rồi. Ôi thì chết rồi. Nó lôi vào kìa. Cứu ông ra anh em ơi. Cứu ông ra. Ôi chết rồi, lôi vào rồi. Mất tích rồi, ông mất tích rồi. Ôi, ông mất tích rồi. Lôi vào, nó tha xác rồi, ôi. Ôi, mất xác rồi.